Kho bạc nhà nước tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa sơ kết công tác quý 1 năm 2023 và triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2023. Theo báo cáo tại buổi họp, 3 tháng đầu năm 2023, tổng thu ngân sách của tỉnh gần 22.606 tỷ đồng, bằng 25,52% dự toán địa phương giao. Tổng chi ngân sách hơn 5.156 tỷ đồng, bằng 18,5% kế hoạch vốn. Quý 2, kho bạc nhà nước tỉnh tiếp tục nghiên cứu các giải pháp nhằm cải cách thu chi ngân sách nhà nước, tiếp tục cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đến các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước. Cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001-2015.